Em An Thắng TV chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Chứng khoán TV, và trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay là chúng ta sẽ thấy rằng là cái quyết định đúng, cái kết quả nó sẽ như thế nào. Anh chị thấy rằng là phía trên là màu đỏ đó, màu đỏ chúng ta là 1%, mà cái quyết định đúng thì nó sẽ đưa đến 10%. Vậy con số 10% đây nó tượng trưng cho cổ phiếu nào ngày hôm nay mà em An Thắng TV muốn chia sẻ với anh chị ha. Và trong cái chặng đường đầu tư chứng khoán, hy vọng anh chị sẽ có được những người đồng hành và tìm kiếm được cho mình những cái cơ hội chốt lời đỉnh cao nha anh chị. Rồi, trước khi chúng ta đi vào cái phần chi tiết ngày hôm nay thì chúng ta cũng cập nhật lại thị trường trong phiên sáng ngày hôm nay anh chị nha. Phiên sáng ngày hôm nay chúng ta đã thấy rằng là thị trường có một cái phiên rung lắc của anh chị, rung lắc, và ngay từ đầu phiên sáng ngày hôm nay và sáng ngày hôm qua có một sự giống nhau là gì, đều kéo phiên sáng. Đấy. Và một số cái thông tin cho rằng là nhà đầu tư nước ngoài họ đã có cái vùng gọi là vùng này kéo chốt lon, nên là anh chị thấy vậy, bắt đầu là nhà đầu tư nước ngoài có hiện tượng bán ra khá là nhiều nha anh chị. Đấy. Ok, những cổ phiếu trong thời gian qua có sự bật tăng đồ hàng tiêu dùng thì hiện tại cũng đang chứng lại đà tăng, đặc biệt là cổ phiếu BF của chúng ta ngày hôm nay nha, giá hiện tại đang là 22.8. Đây, cổ phiếu ngày hôm nay em muốn chia sẻ với chị là cổ phiếu BF. Thì tại vì sao em muốn chia sẻ cho quý anh chị, nên chị thấy rằng là trên cái màn hình Zalo anh thấy rằng là ngày 15 tháng 10 BF bán hết 23.1 lại 8.5%, tổng kết hai lần bán là lại 8.5% gì nha. Đấy, lần đầu tiên thì chốt lại đâu đó 7%, lần thứ hai thì tiếp tục chúng ta chốt lại là 10, nên là cộng lại đâu đó là được 8.5%. Và xin chia sẻ với anh chị là ngay trên cái app chứng khoán ATP thì chúng ta cũng sẽ cập nhật được những cái tín hiệu bán của BF. Bên cạnh đó nữa là em ăn cái bì lại tiếp tục là chia sẻ câu chuyện là gì ạ? Lỗ lỗ cổ phiếu DRC bán hết ở vùng giá gì? 28.85. Mua ngày 9 tháng 10 và bán ngày 15 tháng 10. Và anh chị thấy chia sẻ rất rõ ràng ha. Mất hỗ trợ 28.85 thì cắt lỗ. Thì ngày hôm nay anh chị thấy là nó đã vừa đâu đó vùng 28.85 rồi, nên là chúng ta tiếp tục là gì? Hạ tỷ trọng. Như vậy thì anh chị cũng được thấy rằng là trong những cái phiên đầu tuần em cũng đã chia sẻ là cái câu chuyện là thị trường có khả năng sẽ lên được 1.300, thì lên đây này anh chị có thể là canh hạ thị trọng. Và việc hạ thị trọng này nó cũng đâu đó là cũng có một số nhà đầu tư họ quyết tâm mà cắt lỗ anh chị. Bản thân em ngày hôm qua thôi cũng rất là nhiều cổ phiếu, như cổ phiếu HUT này ngày hôm qua cũng có một phiên cắt lỗ này, hay cổ phiếu SJS này cũng rất là quyết liệt là cắt lỗ. Nên mà khi thị trường bắt đầu có những tín hiệu gì đấy, 5 lần 7 lượt mà chưa vượt được 1.300 thì chúng ta gì chờ đợi những vùng hỗ trợ bên dưới trong chúng ta đầu tư, hợp lý không chị ạ? Nếu anh chị hợp lý anh chị cho em những lượt like, lượt subscribe ủng hộ kênh nha. Bên cạnh đó nữa là chúng ta thấy về thị trường từ những tháng 8 cho đến tháng 10 này, 2 tháng liên tiếp thị trường đang giữ một trend line khá là tốt. Và những thông tin tích cực và cái chỉ số Dow Jones, chị thấy là gì ạ? Dow Jones ngày hôm qua cũng tiếp tục là gì, có một phiên bật tăng. Đấy, cho thấy rằng là cái tiềm năng tăng giá của thị trường chứng khoán này rất là tuyệt vời anh chị nha. Đó. Ok, với cái đà tăng của Dow Jones này từ đây đến cuối tuần sẽ tiếp tục một cái đợt tăng tiếp vậy nha, anh chị cứ để ý mình xem nha. Rồi chúng ta nhìn lại thị trường chứng khoán chúng ta, thị trường chứng khoán chúng ta hiện tại đang có một cái trạng thái tích lũy rất là tốt. Nếu như vượt qua 1.300 thì đó là trạng thái đang tăng rất rất là mạnh. Còn trường hợp như mà nó phá đi cái trendline này, đặc biệt là vùng chặn lại gần đây nhất của em ITP chia sẻ với chị, đó là vùng 1.282. Vùng này nếu như mất đi thì chúng ta thấy có khả năng là thị trường nó sẽ lên sình và nó sẽ rơi xuống. Và kịch bản có khả năng gì ạ? Diễn ra vào trong cái tầm tháng 11, nếu thị trường cứ đi ngang hoài thì mình nó rất là mệt mỏi chị ạ. Nên hy vọng thị trường sẽ có những phiên bùng nổ đi lên luôn chị, bùng nổ lên luôn. Mặc dù ngày hôm nay chúng ta thấy gì ạ, phiên sáng cũng lực bán cũng không quá nhiều anh chị, không quá nhiều, nhưng mà chúng ta thấy gì đã bắt đầu có một cái sự gì lưỡng lự giữa những nhà đầu tư mua và phải bán chị ạ. Ok, và trong cái phiên sáng ngày hôm nay cái nhóm VN30 thì tích cực nhất có cổ phiếu Bider này, Viber này, Shutterg này, Hburg này, Viban này. Đây là những cổ phiếu mà đang cho thấy sự tăng trưởng khá là tốt. Còn nhóm bất động sản thì hiện tại anh chị thấy là các cổ phiếu như là thời gian vừa qua như là Vinhome rồi này tăng đúng không? Nhưng mà hiện tại giờ đang chứng lại là tăng rồi. Chúng ta nhìn sang cái nhóm chứng khoán. Chứng khoán thì hiện tại chị thấy gì ạ? Cổ phiếu BMS, DSR rồi cũng như EVS, các cổ phiếu nhỏ gì ạ? Hoặc là cổ phiếu SI vẫn đang quay trở lại sức xanh. F thì cũng đang tích lũy trở lại chị ạ. Ok,
Nhìn chung là thị trường chứng khoán hiện tại cũng rất là ổn, cũng chưa có gì phải lo ngại gì. Khi nào thị trường nó gãy cái vùng hỗ trợ ở vùng chúng ta đang đặt mục tiêu chặn lại đó, thì tại vùng 1283 nè chị, thì chúng ta mới kỳ vọng một cái nhịp ok hạ thị trường đỡ mua giá thấp hơn. Còn khi mà giữ được cái vùng trendline này thì vẫn kỳ vọng lên gì ha. Thì tuần vừa trước anh chị có nhớ em chia sẻ không ạ, cái câu chuyện là thị trường sẽ nhúng vào 1264 đúng không ạ, 1264 đi lên là kịch bản này đã diễn ra rồi. Và hiện tại như thấy vậy, có một sự tích lũy ngay vùng này thì cho thấy cái cơ hội tăng lên thị trường cũng có, nhưng mà nó sẽ yếu hơn vào những cái phiên, nó sẽ yếu hơn vào những cái phiên cuối tuần, nên chị phải cố gắng theo dõi sát sao thị trường một xíu chị. Đây là cái bản tin trưa của em ăn thứ bi cập nhật lúc 12:15, hy vọng chị có thể theo dõi và đánh giá thêm các cổ phiếu. Nếu như anh chị nào cần cái tư vấn và các nhóm ngành hay các cổ phiếu tiềm năng, anh chị trực tiếp liên hệ với em ăn thứ bi. Và anh chị đừng quên là với cái app chứng khoán ITB, anh chị sẽ cập nhật được những cái tín hiệu mua bán ngay trên nền tảng anh chị ạ. Và anh chị cố gắng theo dõi gì ạ, hiện tại trong thời gian qua chúng thấy là ngày hôm qua là tự doanh họ bán đâu đó là hơn 472 tỷ, và nước ngoài ngày hôm qua cũng là phiên bán ròng nha chị, hơn 600 tỷ. Và ngày hôm nay tiếp tục là khối ngoại lại bán ròng, nhưng mà khối ngoại bắt đầu quay trở lại mua Masan nè chị, bán ra FPT này, VBank. Anh chị nào nhớ FPT không ạ? FPT trước em chia sẻ anh chị là cái câu chuyện là 137 đúng không ạ? FPT bây giờ chuẩn bị quay lại 137 này đúng không? FPT nha. Đây, FPT này. Thì thấy là nó đã quay vào 137.9, thì cái vùng này là vùng hầu như vùng chặn lại cho phiếu FPT đúng không chị ạ? Đây chị thấy nó đã vừa rồi này, nếu mà tiếp tục giảm nữa sẽ vừa hỗ trợ bên dưới, còn trường hợp nó lấy là được thì nó đi sẽ đi lên, nên rõ ràng là việc chờ đợi để mua nó sẽ tích cực hơn nha anh chị, đừng có mua đuổi. Ở nhiều khi mình mua đuổi mình cảm thấy có một sự vui vẻ lạc quan mình cả hàng, nhưng thực tế ra chị thấy nó vừa là vùng đỉnh cũ này, lực nó không đủ mạnh này với anh chị, lực đỉnh cũ trong tháng 7 này. Những cổ phiếu Techcombank đi, Techcombank là cổ phiếu nhóm ngân hàng, nhưng thầy thấy là trong quá trình mà nó vừa là được đỉnh cũ á, nó phải rất mất là nhiều thời gian, nó đi ngang sau đó chờ là một xu hướng mới, anh chị không cũng có một cái sự theo dõi này. Hoặc là trong thời gian qua các cổ phiếu như HBG này, em cũng đã chia sẻ anh chị là câu chuyện là anh chị nên cơ cấu đi, thì chờ đợi một cái nhịp nó bứt phá lên rồi nó quay trở lại thì chúng ta sẽ mua ok hơn nha. Đây, như HAH cũng là một cổ phiếu đã có một sự vượt nền nè chị ạ. Vượt nền bây giờ đang quay trở lại thì em cũng sẽ chờ đợi, nhớ vùng hỗ trợ bên dưới. Để mà anh chị mua được quanh khoảng quanh nghĩa là 42 nha, 42 thì sẽ bắt đầu mua được cổ phiếu HAH. Ngân hàng thì đánh giá vẫn tích cực của anh chị, như ACB ngày hôm nay vẫn là một phiên mua vào này. Đấy, rồi cổ phiếu BD ngày hôm nay cũng có một cái sắc xanh lan tỏa này. Rồi cổ phiếu bơ 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 này, bơ bơ thì hiện tại em đánh giá là nó hơi củ chuối một chút anh chị ta, nó đi ngang hoài anh chị. Rồi CTG cũng ngày hôm nay cũng quay trở lại đà xanh này. Cổ phiếu CTG này muốn có một sự tăng trưởng mạnh nó phải lấy là được những cái vùng giá gì 37 anh chị ha, nó hình thành được một xu hướng tăng tốt hơn. EB thì ngày hôm nay cũng đã quay lại một đà xanh anh chị ha. Như vậy cái nhóm ngân hàng ngày hôm nay cũng cho thấy một cái sự tích cực khi mà các cổ phiếu lần lượt có một sự xanh nhẹ anh chị ha. Đấy. Nhìn chung là vẫn ổn đối với cổ phiếu ngân hàng. Rồi em xin khép lại chương trình ở đây nha, để anh chị có thể cập nhật được những cái góc nhìn thị trường. Thì với thị trường như vậy thì chúng ta có nhìn qua cái phiên chiều hôm nay như thế nào vậy nha. Ok, như vậy chiều ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái vùng hỗ trợ thị trường gần nhất là 1283 nha anh chị, 1283, và vùng kháng cự gần nhất của thị trường là 1290, nên đi xoay quay cái biên độ này. Thì trước tiên thì chúng ta có thể chờ đợi những cái phiên vùng 1283 xem sao, trường hợp mà nó phá vô 1283 thì chúng ta có thể hạ 1/2. Ok nha quý anh chị, rồi chúng ta sẽ cập nhật vào những cái buổi live stream sắp tới của em An Tiến TV. Cảm ơn anh chị, chúc anh chị có một buổi trưa vui vẻ và một ngày làm việc thật là nhiều năng lượng. Bye bye quý anh chị.